Xin chào tất cả mọi người. Long Bùi làm clip hai cây dây sắt cho một người anh ở Hà Nội. Thì tiền thở Long Bùi quay lên đây để giới thiệu đến mọi người, cho mọi người biết về những cái sản phẩm bên Gita Long luôn. Tại nhiều khi Long Bùi không quay á, nhiều người họ không biết là mình đang có cái hàng gì để họ mua. Cho nên nhiều lúc cái nhiều anh em nói Long ơi, hỏi có hàng này hay hàng kia không, thì Long Bùi nói có, nói sao là không có quay lên. Thì tiền thở Long Bùi làm clip gửi cho người anh, thì là cũng làm clip này đăng lên để cho mọi người biết, thì ai cần thì có thể liên hệ với Long Bùi. Ví dụ như những cây đàn xấu có, đẹp có, như Long Bùi đã làm clip trước để cho mọi người tìm hiểu, và có thể là sẽ ủng hộ bên cơ sở sản xuất đàn Gita Long, ủng hộ cho Long Bùi. Long Bùi xin chân thành cảm ơn. Và Long Bùi hôm nay sẽ Tuấn Thanh sẽ quay hai cây, đó là cây Moritz Dub 35. Một cây Moritz Dub 35 có giá, chỉ có giá là 6 triệu thôi. Cây này thì về ngoại hình thì mình đánh giá là tầm khoảng 90% đó, nhưng mà các shop khác hiện bây giờ họ nói những cây này là gọi là đẹp so với họ, đẹp xuất sắc so với họ thôi. Nhưng mình nếu mà Dub 35 mà đẹp xuất sắc bên mình, một cây là 8 triệu một cây, 8 triệu Moritz Dub 35, 8 triệu đến 8 triệu 500 một cây, cũng có những cây mình về 8 triệu 500. Thì cây này mình về chỉ có giá là 6 triệu thôi. Mình làm để cho những người mà không cần phải đẹp, chỉ cần về âm thanh. Đây là những cái lựa chọn gọi là cực kỳ đáng để mọi người phải chơi. Và bây giờ chú Thanh sẽ test cây Moritz Dub 35 trước, và sau đó sẽ test một cây Jari sau ha. Bây giờ sẽ là Moritz Dub 35. Rồi, chào các bạn. Đây, âm thanh cực kỳ hay. Đây VK 35 Moritz. Đẹp long lanh nha. Đó, nhìn chú Thanh vẫn nhìn vô những cái này, nhìn thấy chú Thanh vẫn nói là đẹp. Anh cảm nhận là một lúc mà đối với Long Bùi là những cái này là không phải là đẹp so với những cái hàng mà Long Bùi đã làm giá. Đó là cái độ ngân từng giây nó thì thôi, khỏi chê. Anh em nào cầm Moritz Dub 35 hàng đẹp xuất sắc, giá 8 triệu đến 8 triệu 500 ngàn, thì vẫn có thể nhắn tin vào số thoại 0987 646639 của Long Bùi. Đó, Long Bùi sẽ gửi ảnh cho mọi người và sẽ tư vấn kỹ càng cho mọi người, để mọi người có những cái này gọi là thật sự là live được. Nó vang lâu lắm. Cái này rất là hay. Chú Thanh vẫn cầm những cái này, chú Thanh vẫn nói nó là đẹp, nhưng mà mình nói là đẹp là so với những khách, những người mà đã sử dụng những cái hàng bãi, còn những người mà sở hữu những cái hàng mà đấu giá bên mình live là hàng cực kỳ đẹp. Các bạn có vô khóa này nè, ha ha, từng chú Moritz trên nó thấy không ha, cầm rất là đẹp nha.
ok chưa? Anh thấy này, cho các bạn nghe mình đốt bát rồi nè. Wow. Cái đấy hết. Cái này mình chưa vào xem hết rồi. Sẽ cho mọi người xem luôn đã, khi mọi người đừng có nói kêu mình phải chụp hình nữa nha. Mình quay quá kỹ rồi. Jerry, mình test cây Jerry này luôn. Jerry IE45 này nè. Cái này là cây IE45. IE45, một dòng cao cấp. Cái này là có EWI Fitman luôn ha. Cái hàng chính hãng của nó luôn. Cái này là gỗ co. Đó, thì ai cần những cây hàng Nhật mà khuyết thì giá tầm dưới 15 triệu thì chỉ dùng cây này thôi. Và cây này hiện tại thì có hai người đang hỏi mình, thì đang dặn mình, bọn mình vẫn quay lên này. Đó, ai là người có duyên sở hữu của em đó thì sẽ hiểu. Tại vì biết sao, khi mà những người mà muốn chơi Takamine mà dòng đời thấp á, thì mình tư vấn là không nên dùng Takamine đời thấp, tầm 10 đến 12 triệu không nên dùng Takamine. Mà mình sẽ tuyển lựa bên đó những cái đàn mà âm thanh tốt nhất để mình đưa về được những cái đàn của Nhật mà tốt nhất hay khuyết để mọi người chơi. Và cây Jerry này là có giá là 10.500.000 một người. Thank you.
mượn chưa có thủ quyền. Chú chưa mình. À, không phải. Không phải nó hết đi. Có người rồi nhấn vô đây. Anh kia hồi đó review cái AC, cái review cái đó hay đó, cái đó mà không tính chất là nó có nhiều cái sạc đó. Ai ai review không được. Cái bữa review cái đó review ấy thôi mà, để giới thiệu mọi người sử dụng thôi mà. Chưa có kỹ lắm. Còn chưa test mà. Chưa test mà. Quay thử cái âm ly mở cho vô đông gì đấy. Số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.